Yo, chào các bạn trở lại với Hello Channel. Thì các bạn có nhớ là ở video trước anh Phúc đã giới thiệu chúng ta một cái chiếc tai nghe mới của Beats không? Đó chính là tai nghe chống ồn chủ động Beats Solo Pro đây. Vâng, đó là Pro, lại là Pro đấy. Thì hôm nay mình sẽ đem tới cho các bạn một sản phẩm tai nghe có khả năng chống ồn chủ động khác đến từ thương hiệu Bose. Đây là chiếc tai nghe Quiet Comfort 35 thế hệ thứ 2. Nhưng mà trước tiên chúng ta tới intro đã. Trước khi chúng ta mở hộp thì mình cũng xin giới thiệu qua cho các bạn về thương hiệu Bose. Thì thương hiệu Bose là một thương hiệu sản xuất loa được thành lập ở Mỹ vào năm 1964 và có mặt tại Việt Nam vào những năm 1975 cho tới nay. Thì như các bạn có thể thấy, mình đang có ở đây đó chính là con Bose Quiet Comfort 35 thế hệ thứ 2. Sau con Quiet 35 trước, nó sẽ có một chút cải tiến so với con trước. Đây, các bạn có thể thấy ra đây. Đó, phía trước của chúng ta là có hình của sản phẩm này, logo Bose và tên Quiet Comfort 35-2. Bên hông cũng là một logo Bose và bên này là thông tin của nhà sản xuất. Mình cũng không có rõ lắm. Phía sau, đây, bạn sẽ thấy dòng chữ Make for iPhone, iPad, iPod. Logo Android này và Bluetooth. Đó là chúng ta vẫn có thể kết nối giữa điện thoại Bluetooth và kể cả điện thoại iOS luôn. Đây là có Google Assistant trong đó luôn, rất là tiện đó. Alexa, thì ở đây mình cũng chưa biết Alexa, chưa biết rõ Alexa nó như thế nào. Nên chắc là mình sẽ giới thiệu cho các bạn sau. Đây là hướng dẫn sử dụng cái tai này. Thông tin của cái tai iPhone này được in bằng năm thứ tiếng đây. Còn phía dưới không biết các bạn thấy rõ không. Thì đây là những gì chúng ta sẽ có trong hộp đây. Ok, mình xin phép mở hộp luôn nhé. Mới vô là logo Bose trắng liền. Đây là một sách hướng dẫn. Thì mình cũng sẽ để qua bên luôn nha. Phía trên này, đây là nó hướng dẫn cho chúng ta là chúng ta có thể download một cái ứng dụng về, sau đó connect vào và có thể cài đặt ở trên ứng dụng đó luôn. Ok, đây, okay. Xin phép để qua bên nhé. Ok, đây là nhân vật chính của chúng ta. Như đây thôi. Một cái hộp được làm bằng da khá là chắc chắn. Phía sau có một cái túi lưới. Đây, phía sau có một cái túi lưới. Thì các bạn có thể đựng thêm dây là dây sạc hay cục sạc gì đó. Ok. A few minutes later. Các bạn có thể thấy ở đây chiếc iPhone chúng ta được xếp rất là gọn gàng. Ở phía trong đây, đây là một dây cáp USB, micro USB dùng để sạc chiếc iPhone của ta. Khá là đáng tiếc khi mà nhà sản xuất lại quyết định sử dụng là micro USB thay vì cáp Type-C. Cáp Type-C giờ nó đang rất là phổ biến và thông dụng. Điểm rất là đáng tiếc. Mình sẽ để qua một bên. Còn đây là một sợi jack 2.5 ra đầu 3.5. Tức là tai phone này vẫn hỗ trợ các bạn sử dụng là jack tai nghe. Ngoài không dây ra chúng ta có thể cắm jack tai nghe luôn. Ồ, mình rất thích điểm này đây. Ồ, ngoài ra chúng ta còn được trang bị một cái bịch hút ẩm nữa. Rất là chu đáo. Ok. Còn bây giờ thì chúng ta tới với nhân vật chính nhé. Ta-dang. Mình sẽ để hộp qua một bên luôn. Và đây chính là nhân vật chính của chúng ta. Các bạn có thể thấy thiết kế úp xuống mặt bàn luôn. Khi mà chúng ta để vậy nè, nó không bị vênh lên như thế này. Nhiều khi mình để như vậy nè, mình rất là khó chịu. Kiểu như là mình cũng sợ trầy ấy. Nó cũng hơi ghê một tí nên chúng ta sẽ để vậy luôn. Đó, rất là tiện. Ta cùng coi qua thiết kế nha. Đây đây, các bạn có thể thấy đây chính là nút nguồn. Mình không biết các bạn có thấy hay không, nó hơi chói một tí. Đây chính là nút nguồn. Thì ngay đây có một cái chấm đỏ, tức là chúng ta đang tắt, và khi chúng ta gạt lên nó sẽ là một màu xanh. Khi chúng ta giữ một tí thì sẽ vô chế độ kết nối wifi đó. Thì lát nữa mình cũng sẽ thực hiện kết nối cho các bạn xem luôn. Ở bên hai phần tay thì có logo Bose in nổi lên đây. Đây các bạn có thể thấy đó. Ok, mình đó đây.
Đây là phía bên trong. Phía bên trong các bạn có thể thấy nó có chữ L và chữ R ở đây, để chúng ta phân biệt được đâu là tay trái và đâu là tay phải. Rất là tiện, nhưng mà chỉ việc úp xuống giày chúng ta vẫn có thể nhận biết đây là tay phải nè, đây là tay trái nè. Chúng ta chỉ việc cầm lên đeo lên thế này thôi đó, không cần phải là phải kiểm tra lại tay nào tay trái, tay nào tay phải cả. Đấy, rất là tiện luôn. Ngoài ra theo những thông tin mình biết thì sản phẩm này có hỗ trợ NFC, thành ra nếu mà các điện thoại của bạn có hỗ trợ NFC, chỉ việc đưa lại gần quét và điện thoại của bạn sẽ tự động kết nối luôn, không cần phải ngồi mở Bluetooth lên xong rồi mình phải dò rồi mình phải kết nối cái kiểu rất là rườm rà, đúng không? Tiện lắm luôn. Chúng ta có thể thấy ở bên hông của tay phải đó chính là ba nút điều khiển, nút tăng giảm âm lượng này, và nút giữa là nút play và pause nhạc cũng như là nút chuyển bài. Thì cái nút ở giữa này á, nó hơi lõm một tí so với hai nút tăng giảm âm lượng, để chúng ta có thể là vừa đeo trên tay mà vừa bấm luôn, chúng ta có thể xác nhận được đâu là cái nút tăng giảm âm lượng, đâu là cái nút chuyển bài. Đồng theo đó thì phía dưới đây, các bạn không biết các bạn có thể thấy không, để mình mở tai nghe lên. Đó, thì đây là đèn báo tín hiệu pin, và đây là đèn đó tín hiệu kết nối Bluetooth này. Khi mà chúng ta đè tí thì Bluetooth sẽ chuyển thành màu xanh dương. Đó, đang là chuẩn bị pair Bluetooth với lại điện thoại chúng ta. Ok, còn phía cuối là một cổng micro USB dùng để sạc. Tại sao lại là micro USB chứ? Tay xí đi. Còn lại ở bên trái là nút tùy chỉnh khả năng chống ồn của tai nghe. Thì chúng ta có hai mức là low và high. Khi chúng ta nhấn một lần sẽ chuyển, đồng thời là cũng là nút tắt khả năng chống ồn luôn. Phía dưới là cổng tai nghe 2.5 để cắm cái jack tai nghe 2.5 nãy mình có nói qua các bạn đấy, thì cắm vào đây, sau đó các bạn cắm vào điện thoại để nghe thôi. Đó. Tai nghe chúng ta là dạng tai nghe over ear nên các bạn có thể thấy khoảng trống ở phía trong của tai nghe nó rất là rộng. Nó có thể ôm trọn cái bàn tay chúng ta luôn. Đó, lọt thỏm vào luôn, nó sẽ cắt âm tốt hơn. Ngoài ra thì cái miếng mút này á nó rất là mềm, mình cảm giác nó rất là mềm và thoải mái. Mút này chúng ta vẫn có thể thay được nhé. Nó tháo cái vành ra để thay, trong cái trường hợp là nó bị bong tróc hay là bị hư hỏng gì đó, các bạn có thể thay thế được, rất là tiện lợi luôn. Còn phía trên này là phần mút đi trầu, các bạn có thể thấy đây, rất là mềm. Nó sẽ giúp chúng ta có thể cảm giác rất là thoải mái, êm ái khi mà đeo trong khoảng thời gian dài. Được bọc da, wow, da mịn ghê luôn. Còn đây là cái phần gọi là phần khung bản lề để chúng ta có thể điều chỉnh được cái kích thước tai nghe. Các bạn thấy này, đó, các bạn nghe tiếng không? Thì phía trong này nó sẽ có những cái khớp, đó, nó sẽ giữ cho tai nghe chúng ta ở cố định một vị trí đó chắc hơn. Các bạn thấy, đó, wow. Mình cũng sẽ đeo lên cho các bạn coi thử nhé. Ok. Thì các bạn có thể thấy, mặc dù là tai nghe over ear nhưng mà khi mình đeo lên này, cảm giác nó cũng không quá to lắm, nó vừa cái tai mình thôi. Đó, nó chỉ như đây thôi. Đó. Khá là êm, thích cảm giác này. Nếu mà nghĩ là đeo về sau thì nó cũng không đau đâu. À, cái miếng mút ở trên rất là êm và thoải mái đây. Wow. Còn bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn kết nối luôn. Đầu tiên, các bạn phải tải một cái app gọi là Bose Connect trước. Connect. Ok, thì ở đây mình có tải trước rồi, để đỡ tốn thời gian thôi. Đó. Ở về phần cái tai phone á, khi mà các bạn mở lên á, mở lên. Ok. Thì đây là đèn báo hiệu. Màu xanh này là còn pin nè, màu đỏ là hết pin, đơn giản vậy thôi. Còn cái đèn trắng này nè là chưa có kết nối, khi mà chúng ta đè cái nút nguồn ở bên phải một tí, khoảng 1 giây. Đó. Thì cái đèn kết nối chúng ta sẽ nhấp nháy màu xanh dương, đó là chuẩn bị kết nối rồi. Giờ chúng ta sẽ vô app nhé. Đây. Nó app nó sẽ yêu cầu chúng ta cấp quyền để truy cập một số thứ, thì chúng ta cứ ok đi. 5 minutes later. Đây, các bạn coi nhé. Đó, lên. Ok, giờ mình kéo xuống để connect thôi. Setup. Bấm bấm, xong. Đơn giản vậy thôi. Thì ở trong cái app này các bạn có thể điều chỉnh nè. Đây là cái nút chức năng mà mình nói nãy ở bên tay trái. Ta có thể chuyển sang Google Assistant nè, Alexa này. Nhưng mà cái này chắc là mình phải để một video sau, nếu như các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn về nó.
Ok, chỉ đơn giản vậy thôi. Bây giờ thì mình xin phép nghe thử một vài bài nhạc nhé. Wow, đang ở chế độ low nè, mình đang off nè. Hai bạn nghe nói gì cả hai bạn nghe. Nghe được. Dù đã off rồi nhưng mà nó vẫn cắt khá tốt. Thử nha, hai nha. Hai nè, nói thử đi. Vẫn nghe. Nhưng mà giờ anh không còn nghe cái tiếng máy lạnh nữa. Ừ, chỉ nghe tiếng em nói thôi. Ghê. Cách hầu như hoàn toàn luôn á. Tiếng em giờ đang nói nhỏ nghe cái máy lạnh. Vậy à? Ủa, nghe rõ vậy? Damn. Nope, nope. Oh, it's good. Wow. Rồi, mình thử bài nhạc coi. Wow, anh bass đánh đã ghê luôn á. Hình như không nghe gì ở ngoài luôn. Tại phone rồi, cho mọi người nghe thử rồi. Biết mọi người có nghe được hay không? Thử thử đi. Lượng khá to, nhưng mà mình để ở ngoài thì mình vẫn nghe được, rất là rõ luôn. Wow. Believer. Như các bạn thấy đó, khả năng chống ồn của Bose luôn là một lợi thế của hãng. Khi mình đeo lên á, hoàn toàn mình không nghe bất cứ tiếng ồn nào. Nhưng mà tiếng Tuấn nói thì mình vẫn nghe rất là rõ. Wow. Khá là thích đấy, mình rất là thích kiểu đó. Thời gian sử dụng con này có thể lên đến 20 tiếng khi mà các bạn sử dụng không dây. Và khi mà các bạn cắm dây thì sao? Lên đến 40 tiếng lận. Bạn gọi là nguyên cả thùng luôn ấy. Mình có thể nghe cái này cả thùng luôn, chưa hết pin nữa. Ghê thiệt. Ngoài ra chúng ta còn được trang bị sạc nhanh nữa. Chỉ cần sạc 15 phút thôi, nó cho bạn thời gian sử dụng lên tới 2,5 hoặc là 3 tiếng đồng hồ. Chỉ 15 phút rồi đó. Wow, ghê chưa? Chiếc tai nghe của chúng ta chỉ trong tầm giá khoảng trên 9 triệu một tí, chúng ta được những gì? Thứ nhất đó chính là một chất lượng âm cho ra quá tuyệt vời. Kèm theo đó ngay là over ear nè, cho chúng ta cảm giác đeo rất là thoải mái, không bị đau tai hay là gò bó gì đó. Và thứ ba đó là chính là khả năng cách âm của nó rất là bá đạo luôn. Wow, các bạn nghĩ sao về sản phẩm này? Hãy để lại comment của mình ở phía bên dưới nhé. Ngoài ra các bạn muốn mình làm thêm về cái sản phẩm gì cũng comment phía dưới luôn, mình sẽ đọc hết tất cả, các bạn đừng lo. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video sau. Yo.